Dạ vâng, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nhé. Đấy, hôm nay nhà em thì lên cho quý vị một cái cặp loa của dòng Onkyo, có mã là V5. Đấy, được rất là nhiều các bác hỏi này. Đấy, về hình thức thì đây, em mời các bác có thể lướt qua một chút nhá. Đấy, cặp này về thì em thấy họ đóng hàng rất là cẩn thận, nên là hàng về đây rất là đẹp nhá. Đấy, cặp này rất ưng ý luôn. Đấy, em quay cho quý vị mà em thấy thích cơ. Đấy, công suất là 70W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, với cái dòng loa này thì các bác có cả phân tần bên trong. Đấy, thì em sẽ xin phép được tiếng, em sẽ mở ra cho quý vị thấy nhá. Đấy, loa có phân tần bên trong luôn. Đấy, màu lâu mật nhìn rất đẹp luôn, thớ gỗ đàng hoàng. Đấy, những cái dòng này họ làm rất là tinh tế và rất là đẹp. Đấy, V5 các bác nhá. Đấy, tép thì dòng chép đom, tép to bản rồi. Đấy, bát thì là bát con bát 13. Đấy, thì sau đây em sẽ tiến hành mở ra để quý vị có thể là nhìn cái phân tần bên trong của loa. Với những cái dòng này thì ví dụ các bác có thể là ghép làm loa chọn lời, hay là làm loa ghép vào công suất làm loa nghe nhạc cũng rất là hay, bởi vì những cái dòng này nó phân tần mà. Đấy, còn ví dụ bác nào mà ghép làm loa chọn lời karaoke thì nhớ là phải tìm hiểu cho em qua kênh YouTube hay là trên web nhá, bởi vì cái này nó còn phải liên quan đến cách đấu lối và cái cách mình tính trở kháng, tính công suất của nó nhá. Đấy, đây đây là ấy căng nhá. Đấy, ấy căng đây. Đấy, hai trước ấy căng. Đấy, em sẽ để ấy căng sang bên. Đây, hiện tại thì em đã mở được cái vỏ của nó ra này. Đấy, em sẽ bật flash lên để quý vị có thể thấy được cái bên trong. Đấy, quý vị thấy cái phân tần kia không ạ? Đấy, riêng anh V5 này có phân tần rất to. Đấy, phân tần đây các bác nhá. Đấy, rất xịn sò luôn. Đấy, tại vì sao mà nhiều bác khách hàng lại cứ thích dòng V5 này, đặt hàng bên em là như vậy, mà nhiều khi hàng nó cũng không về được cơ các bác nhá. Đấy, bởi vì đây này, em này nó có bộ phân tần rất là to. Đấy, mỗi loa đều có một phân tần riêng. Đấy, từ thì được bọc từ thì được bọc giảm nhiễu nhé. Đấy, từ được bọc giảm nhiễu. Đấy, của từ bên trong được bọc giảm nhiễu. Đấy, tép đây. Đấy, tép cổ từ rất to nhá, tép cổ từ rất to luôn. Đấy, đấy, bởi vì sao mà nó sáng như vậy. Đấy, thì bác là chốt cái cặp này nhá, thì để em sẽ test luôn cho các bác nhá, test đảm bảo cho các bác là bác tép từng trước lên ok được chưa. Đấy, đấy, còn là cái quy trình đóng hàng thì các bác yên tâm, nhà em đóng bằng thùng xốp và có bọc màng co đàng hoàng, thế là loa về rất đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, test thì em test từng trước một và đảm bảo cho bác test từng trước lên ok. Dạ vâng nhá, giá của nó là 1.290.000 quý nhá, giá là 1.290.000. Đấy, cho bác là như thế, alo ngay cho em lấy cặp V5 này về nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số điện thoại 0979 891 682. Thì đấy là một trong hai số thì các bác có thể liên hệ đặt hàng bên em nhá. Đấy, hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhé, để các bác xem hàng và nhắc hàng về. Đấy, còn bác khách hàng nào xa thì bên em sẽ test video và quay lên cho các bác đầy đủ, các bác yên tâm. Đấy, ê căng hai trước. Dạ vâng, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo của Nguyễn Audio nhé.